Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Buôn Ma Thuột, sau 3 ngày giao quân kiểm tra đã có 23 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với số tiền phạt 41 triệu 500 ngàn đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu của người dân là đi ra đường trong trường hợp không cần thiết và các vi phạm liên quan đến thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuận, trong ngày đầu giao quân, lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết, như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, công sở. Những ngày sau đó, những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm với quan điểm không để một vài trường hợp không chấp hành mà ảnh hưởng đến nhiều người, thậm chí gây thiệt hại cho toàn thành phố. Những ngày tới, thành phố sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là ở các tuyến khu vực địa bàn thường tập trung đông người, khu vực công cộng, lập các chốt kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.